Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực Nguyễn Văn Quảng chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để đánh giá, cho ý kiến các nội dung theo chương trình công tác. Cùng dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Năm 2023, hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực đảm bảo nội dung kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị, cũng như góp phần ổn định để phát triển kinh tế xã hội thành phố. Từ sau phiên họp thứ 5 đến nay, Ban Chỉ đạo tiếp tục được củng cố kiện toàn và tập trung triển khai kết luận phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo các đơn vị địa phương nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan tư pháp tố tụng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các vụ việc, vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đảm bảo đúng kế hoạch và đã kết luận điều tra 6 vụ, truy tố 6 vụ, xét xử 5 vụ. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo triển khai quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tại phiên họp lần này, Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, tiến độ các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 5 đến nay, tình hình thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị, kiểm toán năm 2023, việc xử lý khó khăn vướng mắc liên quan đến thi hành án, kết quả và định hướng công tác tuyên truyền, đặc biệt là thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2024.